Chào tất cả các em học sinh lớp 3 trường Tiểu học Hồng Tiến 1. Hôm nay cô rất vui được làm quen các em qua tiết toán luyện tập trung sách giáo khoa trang 106 tuần 21. Để thực hiện tốt tiết học này, các em chuẩn bị cho cô một quyển sách toán 3, một quyển vở ô ly, vở nháp, bút chì và thước kẻ, bút mực. Các em chuẩn bị xong chưa nào? Các em à, mục tiêu của tiết học hôm nay đó là giúp các em củng cố về cộng, trừ, nhẩm và biết các số trong phạm vi 10.000. Củng cố về giải toán có lời văn bằng hai phép tính, tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ. Sau đây, tiết học của chúng ta được bắt đầu. Trước tiên, cô trò ta đi vào bài tập 1. Các em hãy mở sách giáo khoa toán 3 trang 106 để lên bàn giúp cô nào. Các em hãy đọc thầm yêu cầu bài tập 1. Bài tập 1 yêu cầu chúng ta làm gì? Bài tập 1 yêu cầu chúng ta tính nhẩm. Vậy, theo em, thế nào là tính nhẩm? Tính nhẩm có nghĩa là không cần đặt tính mà nhẩm ngay ra kết quả. Bài tập 1 có hai ý, đó là ý A và ý B. Hãy quan sát ý A và cho biết ý A yêu cầu các em cộng trừ nhẩm các số như thế nào? Ý A yêu cầu các em cộng trừ nhẩm các số tròn trăm, còn ý B yêu cầu các em cộng trừ nhẩm các số tròn nghìn trong phạm vi 10.000 đấy. Vậy, để làm được bài tập 1, các em cần nhớ lại kiến thức đã học và thực hiện vào sách giáo khoa bằng bút chì cho cô. Thời gian làm bài của các em bắt đầu. Các em đã làm xong chưa? Cô cùng các em sửa bài nhé. Hãy quan sát lên đáp án ý A của cô, nghe cô đọc và đối chiếu với bài làm của mình xem đúng không nhé. Ý A: 5.200 cộng 400 bằng 5.600. 5.600 trừ 400 bằng 5.200. 6.300 cộng 500 bằng 6.800. 6.800 trừ 500 bằng 6.300. 8.600 cộng 200 bằng 8.800. 8.800 trừ 200 bằng 8.600. Em nào sai?
không giống kết quả với đáp án của cô thì lát nữa kèm sửa lại cho đúng nhé. Bây giờ kèm hãy quan sát vào ý A và cho nhận xét xem hai phép tính ở ý A như thế nào với nhau. Hai phép tính ở ý A chính là hai phép tính ngược lại của nhau. Phép trừ chính là phép tính ngược lại của phép cộng. Bằng cách lấy tổng trừ đi số hạng thứ hai thì kết quả là số hạng thứ nhất. Đây chính là mối quan hệ giữa hai phép tính, đó là phép cộng và phép tính trừ. Còn đây là đáp án ý B. Các em nghe cô đọc và đối chiếu với bài làm của mình nhé. 4.000 cộng 3.000 bằng 7.000. 7.000 trừ 4.000 bằng 3.000. 7.000 trừ 3.000 bằng 4.000. 6.000 cộng 4.000 bằng 10.000. 10.000 trừ 6.000 bằng 4.000. 10.000 trừ 4.000 bằng 6.000. 9.000 cộng 1.000 bằng 10.000. 10.000 trừ 9.000 bằng 1.000. 10.000 trừ 1.000 bằng 9.000. Những em nào làm đúng kết quả giống đáp án của cô? Bạn nào sai, lát nữa sửa lại đúng cho cô nhé. Bây giờ các em hãy quan sát lên ba phép tính trong một cột của ý B. Từ một phép cộng, chúng ta viết được mấy phép tính trừ? Từ một phép cộng, chúng ta viết được hai phép tính trừ bằng cách lấy tổng trừ đi số hạng thứ nhất, ta được kết quả là số hạng thứ hai. Lấy tổng trừ đi số hạng thứ hai, ta được kết quả là số hạng thứ nhất. Để giúp các em tiếp tục củng cố về cộng trừ các số trong phạm vi 10.000, cô trò ta cùng chuyển sang bài tập số 2. Các em hãy đọc thầm yêu cầu bài tập 2. Bài tập số 2 có mấy yêu cầu? Bài tập số 2 có hai yêu cầu các em ạ. Yêu cầu thứ nhất là đặc tính, yêu cầu thứ hai đó là tính. Bài tập số 2 có hai ý, đó là ý A và ý B. Ý A là thực hiện các phép cộng, ý B là thực hiện các phép tính trừ. Vận dụng kiến thức đã học, các em hãy thực hiện bài tập số 2 vào nháp cho cô nào. Thời gian làm bài của các em bắt đầu.
Các em làm bài xong chưa? Cô cùng các em chữa bài nhé. Các em hãy quan sát lên đáp án của cô và đối chiếu với bài làm của mình xem đúng không nhé. Ý A, 6.924 bộ tư cộng 1.536 bằng 8.460. 5.718 cộng 636 bằng 6.354. Ý B, 8.493 trừ 3.667 bằng 4.726. 4.380 trừ 729 bằng 3.651. Vậy, bạn nào có kết quả không đúng với đáp án của cô thì các em sửa lại cho đúng nhé. Vậy qua bài tập số 2, bạn nào cho cô biết khi thực hiện phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 10.000 chúng ta phải tiến hành qua mấy bước, là những bước nào? Khi thực hiện phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 10.000, chúng ta phải tiến hành qua hai bước, đó là bước 1 đặt tính, bước 2 là tính. Ở bước 1 đặt tính, các em cần lưu ý gì? Ở bước đặt tính, chúng ta cần lưu ý viết các chữ số cùng hàng sao cho thẳng cột với nhau. Bước 2 tính, chúng ta thực hiện theo thứ tự từ hàng đơn vị, tức là từ phải sang trái. Để giúp các em củng cố về cách giải toán bằng lời văn có hai phép tính, cô trò chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 3. Các em hãy nhẩm thầm cùng cô nào. Bài 3, sách giáo khoa, trang 106. Một đội trồng cây đã trồng được 948 cây, sau đó trồng thêm được 1/3 số cây đã trồng. Hỏi đội đó đã trồng được tất cả bao nhiêu cây? Bài toán cho biết gì? Bài toán cho biết một đội trồng cây đã trồng được 948 cây, sau đó trồng thêm được 1/3 số cây đã trồng. Bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi đội đó đã trồng được tất cả bao nhiêu cây? Muốn biết đội đó đã trồng được tất cả bao nhiêu cây thì trước tiên chúng ta phải tìm gì? Muốn biết đội đó trồng được tất cả bao nhiêu cây, trước tiên chúng ta phải tìm số cây trồng thêm. Số cây trồng thêm như thế nào với số cây đã trồng? Đúng rồi, số cây trồng thêm bằng 1/3 số cây đã trồng. Vậy để giải được bài toán này, cô yêu cầu các em hãy suy nghĩ, trình bày vào vở ô ly cho cô. Thời gian làm bài cho các em bắt đầu.
Các em đã làm bài xong chưa? Hãy cùng cô kiểm tra đáp án nhé. Các em hãy nghe cô đọc bài giải và đối chiếu với bài của mình xem đúng chưa nào. Bài giải: số cây trồng thêm được là 948 chia 3 bằng 316 cây. Số cây trồng được tất cả là 948 cộng 316 bằng 1264 cây. Đáp số 1264 cây. Những bạn nào có kết quả giống đáp án của cô? Bạn nào sai thì các em sửa lại cho đúng nhé. Vậy qua bài 3, bạn nào cho cô biết khi giải toán có lời văn chúng ta cần phải lưu ý gì? Đúng rồi, khi giải toán có lời văn chúng ta cần phải đọc kỹ đầu bài xem bài toán cho biết gì, yêu cầu chúng ta tìm gì. Và để tìm được theo yêu cầu bài toán, chúng ta phải biết những gì. Sau đó, các em hãy trình bày bài giải thật cân đối và đẹp mắt. Để giúp các em củng cố về tìm thành phần chưa biết trong phép cộng và phép trừ, sau đây cô cho chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 4. Các em hãy đọc thầm yêu cầu bài tập 4. Bài tập 4 có yêu cầu gì? Bài tập 4 yêu cầu chúng ta tìm x. Bài 4 có 3 ý, đó là ý A, ý B và ý C. Vận dụng kiến thức đã học về tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ, các em hãy suy nghĩ và làm vào vở nháp cho cô nào. Thời gian làm bài dành cho các em bắt đầu. Các em đã làm xong bài tập 4 chưa? Hãy dừng bút, cô cho ta cùng chữa bài nhé. Hãy quan sát đáp án ý A của cô và đối chiếu với bài làm của mình xem đúng chưa nào. Nghe cô đọc ý A,
cộng 1909 bằng 2050, x bằng 2050 trừ 1909, x bằng 141. Ở ý A, bạn nào cho cô giáo biết tại sao tìm x ta lại lấy 2050 trừ đi 1909 nào? À, đúng rồi, vì trong phép cộng này x là số hạng chưa biết. Vậy muốn tìm số hạng chưa biết ta làm thế nào? Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Còn đây là đáp án ý B. Các em hãy nghe cô đọc và đối chiếu với bài làm của mình nhé. Ý B: x trừ 586 bằng 3705, x bằng 3705 cộng 586, x bằng 4291. Vậy ở ý D, x là thành phần gì chưa biết? Ở ý B, x là thành phần số bị trừ chưa biết. Vậy muốn tìm số bị trừ, ta làm thế nào? Tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Các em quan sát tiếp kết quả ý C. 8462 trừ x bằng 762, x bằng 8462 trừ 762, x bằng 7700. Vậy ở ý C, x là thành phần gì chưa biết? Đúng rồi, ở ý C, x là thành phần số trừ chưa biết. Vậy muốn tìm số trừ, ta làm thế nào? Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Những em nào có kết quả giống đáp án của cô? Em nào chưa đúng, lát nữa các em sửa lại cho đúng nhé. Giờ học hôm nay, cô giúp các em củng cố về những kiến thức nào? Đúng rồi, giờ học hôm nay, cô giúp các em củng cố về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10.000. Giải toán có thử văn và tìm thành phần chưa biết trong phép cộng và phép trừ. Tiết học hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô xin chào tạm biệt các em. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi.